Việt Nam 13 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, 9 ca tái dương tính. Theo cập nhật lúc 6 giờ ngày 29 tháng 4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong vòng 12 giờ qua Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 nào. Đây cũng là ngày thứ 5 không có ca nhiễm mới được ghi nhận. Tính từ 6 giờ sáng ngày 16 tháng 4 đến nay, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca mắc đến nay vẫn là 270, trong đó 130 ca là từ nước ngoài, Tuy nhiên tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 4 phát hiện một ca dương tính trở lại với virus corona chủng mới sau khi ra viện, đưa tổng số ca dương tính lại trên cả nước lên 9 ca. Hiện tổng số trường hợp được điều trị khỏi bệnh, ra viện là 221, còn lại 49 người đang điều trị, trong đó 8 ca đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 2 lần trở lên. Mỹ vượt mốc 1 triệu ca nhiễm. Theo trang Wallometer Info, tính đến 5 giờ ngày 29 tháng 4 theo giờ Việt Nam, số người nhiễm virus corona chủng mới ở Mỹ là 1 triệu 30.618 ca, tăng 20.262 ca so với ngày trước đó, và số người tử vong vì dịch COVID-19 là 58.682 người, tăng 1.885 ca so với ngày trước đó. Trong khi đó, số liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, CDC Mỹ ngày 28 tháng 4 giờ Mỹ, cho biết tổng số ca nhiễm toàn quốc là 981.246 ca, tăng 23.371 ca so với ngày trước đó và số người tử vong tăng 1.336, lên mức 55.258 ca. Tại New York, thống đốc Andrew Cuomo ngày 28 tháng 4 cho biết, số ca nhiễm mới tại các bệnh viện của bang này đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng qua, và ông đang có kế hoạch thuê hàng ngàn điều tra viên để đảm bảo việc mở cửa trở lại sau thời gian dài phong tỏa. Theo đó, số người nhập viện do mắc COVID-19 trong 3 ngày liên tiếp vừa qua ở New York đã xuống dưới mức 1.000 người, mức thấp nhất kể từ ngày 24 tháng 3. Mỹ ghi nhận 3 ca COVID-19 ở trẻ có các triệu chứng hiếm gặp. Theo hãng tin Reuters, ba trẻ mắc COVID-19 tại Mỹ đang được điều trị một triệu chứng sưng viêm hiếm gặp giống với tình trạng của các bệnh nhân nhí đã gây lo ngại cho các bác sĩ ở Anh, Ý và Tây Ban Nha. Tất cả ba đứa trẻ này đều từ 6 đến 8 tuổi và đang nhận điều trị tại Trung tâm Y khoa Đại học Columbia ở New York. Cả ba trẻ đều bị sốt và viêm ruột cũng như tim bác sĩ McCulloch, chuyên gia về thấp khớp và miễn dịch nhi khoa của DH Columbia, cho biết ông được nhiều tư vấn xem liệu những đứa trẻ này có mắc phải bệnh Kawasaki hay không. Bệnh Kawasaki, vốn phổ biến hơn biến hơn ở châu Á, là tình trạng xương viêm các mạch máu, bao gồm cả động mạch vành cung cấp máu cho cơ tim. Nguyên nhân gây bệnh chưa rõ nhưng chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. Hiện các chuyên gia y khoa ở Anh và Ý cũng đang tìm hiểu mối liên hệ giữa virus corona chủng mới gây đại dịch COVID-19 với căn bệnh xương viêm nghiêm trọng này. Số ca tử vong ở Pháp gần chạm mức 24.000. Số ca tử vong ở Pháp đã gần chạm mức 24.000 ca vào ngày 28 tháng 4 trong bối cảnh Thủ tướng Edouard Philippe công bố chi tiết kế hoạch của chính phủ để dần dỡ bỏ lệnh phong tỏa đã áp đặt từ 173 nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona chủng mới. Ông Philip cho biết việc nới lỏng các giới hạn sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 5, nhưng cảnh báo rằng các nhà chức trách có thể đảo ngược tình hình nếu số ca nhiễm mới hàng ngày tăng trên 3.000 ca. Theo trang Wallometers Info, số ca nhiễm toàn quốc của Pháp tính đến sáng 29 tháng 4, theo giờ Việt Nam là 165.911 ca, tăng 2.638 ca so với ngày trước đó và 23.660 ca tử vong. Cũng, Mỹ hiện đang đứng đầu về số ca nhiễm với 1 triệu 30.618 người mắc COVID-19, thứ nhì là Tây Ban Nha với 232.128 ca nhiễm, Ý đứng thứ ba với 201.505 ca nhiễm. Tây Ban Nha chuẩn bị mở cửa trở lại. Tây Ban Nha ngày 28 tháng 4 đã công bố kế hoạch 4 giai đoạn để dỡ bỏ lệnh phong tỏa và trở lại với cuộc sống bình thường vào cuối tháng 6, sau khi số người qua đời vì COVID-19 hàng ngày hôm 28 tháng 4 là 301 người, thấp hơn mức kỷ lục ngày 950 người hồi đầu tháng 4. Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết việc dỡ bỏ một số hạn chế nơi công cộng sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 5 và tùy tình hình từng tỉnh. Trong giai đoạn đầu, các tiệm cắt tóc và các doanh nghiệp khác hoạt động theo lịch hẹn trước sẽ mở cửa, trong khi các nhà hàng có thể cung cấp dịch vụ mang đi. Giai đoạn tiếp theo, dự kiến bắt đầu từ 1/1 năm, sẽ cho phép các quán bar mở lại khu vực sân thượng, nhưng bị giới hạn ở mức 1/3 công suất. Từ thời điểm này, người khỏe mạnh không có bệnh nền sẽ được phép giao tiếp trong các nhóm nhỏ, các thành viên gia đình được phép dự đám tang. Tang. Làm việc từ xa sẽ kéo dài cho đến khi đạt đến giai đoạn cuối vào cuối tháng 6. Cảm ơn các bạn đã theo dõi thông tin hãy like và đăng ký kênh của tôi để cập nhật những video mới.